Lạ chút quý vị ha. Nè, bên kia đường chúng ta thấy xe máy đậu kín chỗ luôn. Đó, người dân du khách đó, chúng ta thấy trên quảng trường Lâm Viên kìa, rất đông ha. Ở ngoài quảng trường Lâm Viên thì tối nay rất là đông, chen chúc ở ngoài đó, vì ngoài đó là cái nơi mà ở ngay khu vực các cái phố đi bộ cũng như là dọc các tuyến phố ở đây thì đi theo mấy đứa nhỏ, mấy đứa mới. Ở đây cũng có một anh chàng thổi saxophone. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh The Lark Street của Nha La Ca. Bây giờ là 19 giờ 5 phút ngày 12 tháng 10 năm 2024 quý vị. Và hôm nay thì Nhân cũng có một cái chuyến mini tour. Sau khi về rồi thì bây giờ Nhân muốn gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đồng hành. Và trước hết thì Nhân chúc quý vị có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình cũng như người thân quý vị nha. Nhân sẽ hướng xuống phía dưới quảng trường Lâm Viên và Hồ Xuân Hương. Tối hôm nay Nhân thấy xe cộ đậu rất là nhiều, đậu từ tích ở trên đường Trần Hưng Đạo mà xuống con đường này. Bình thường thì Nhân thấy xe cộ là đậu nó cũng ít lắm, nhưng mà tối hôm nay thấy đậu quá là đông quý vị. Có lẽ là khách du lịch đến thành phố Đà Lạt hiện nay là vào dịp cuối tuần đã đông trở lại. Hôm nay thì Nhân thấy đi ngoài đường rồi Nhân vào các cái khu du lịch thì Nhân thấy là những chiếc xe mà chở những công nhân của công ty Chân Sinh ở Đồng Nai đã đến thành phố Đà Lạt. Đợt này là hình như là đợt thứ tư, thứ năm gì rồi quý vị. Cho nên là cũng góp phần làm cho thành phố Đà Lạt trở nên đông vui nhộn nhịp hơn. Và lại là mấy hôm nay thì ở ngoài quảng trường Lâm Viên cũng như là vòng quanh Hồ Xuân Hương thì có những cái buổi diễn tập của lực lượng công an nhân dân, các đơn vị từ dưới huyện cho tới thành phố luôn, đến thành phố Đà Lạt để tập, để biểu diễn, rồi để thi hội thao khỏe của lực lượng công an nhân dân. Đó, xe cộ ở đây quá trời nè. Wow, hôm nay là ở trong quảng trường sẽ có hình như là tối nay là khai mạc hay gì đó, cho nên là nó cũng đông lắm, làm cho lưu lượng xe cộ đi qua khu vực này, rồi các cái chỗ để xe ở bên phía bên kia đường đều chật kín luôn. Lâu rồi buổi tối mới thấy cảnh này, Nhân thấy là cũng chưa có quen lại, vì bình thường là hè rất là đông, ngày nào cũng ra đường thấy đông đông nghẹt rồi. Nhưng mà đợt này thì thấy là vắng vắng, xong cái là hôm nay cuối tuần tự nhiên thấy đông vui nhộn nhịp trở lại, làm cho mình có cảm giác là chưa có quen. Cảm thấy là lạ chút quý vị ha. Nè, bên kia đường chúng ta thấy xe máy đậu kín chỗ luôn. Rồi quanh quanh khu vực này thì thấy xe cộ đi lại rất đông. Kiếm cái chỗ để mà để xe ở ngay khu vực này chắc có lẽ là cũng rất khó đó quý vị. Bãi đỗ xe phía bên kia đường là cũng chật kín luôn. Những chiếc xe đang qua đường làm cái không khí cho nên nó vui nhộn. Đi ra đường mình cảm thấy là nó hòa chung niềm vui cùng du khách, người dân. Wow, bên trong quảng trường quá trời đông luôn kìa.
Đó, chúng ta thấy trên quảng trường Lâm Viên kìa, rất đông ha. Ai biết đâu, ta hỏi em. Rồi, Nhân sẽ đi ra khỏi khu vực này để hướng về phía chợ Đà Lạt. Không chỉ có những bà con khách du lịch người Việt Nam, bà con người dân Việt Nam, mà cả gọi là cả khách nước ngoài, khách quốc tế luôn ha, cũng tới ngay khu vực này rất đông. À, lâu rồi mới thấy cái không khí rộn ràng. Đây là cái những cái đoàn xe mô tô. À, bên kia đường là những đoàn xe mô tô. À, sẽ biểu diễn. Đây là hội thi Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9 và hội thi Điều lệnh Quân sự Võ thuật của Công an Nhân dân, được tổ chức từ ngày 11 tới ngày 18 tháng 10 năm 2024 để hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, và cũng là một cái hoạt động để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt năm 2024 lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm nay. Chính vì vậy thì những cái hoạt động này thì rất là thường xuyên, đi mô tô rồi cưỡi ngựa vân vân, rất là nhiều các cái hoạt động mà gọi là hội thi khỏe mà, cho nên là rất là nhiều các cái hoạt động. Cho nên có rất là nhiều các cái thông tin ở trên mạng các bạn đã đăng, ví dụ như là lái xe đánh võng ngoài đường hoặc là vân vân, những cái thông tin mà nó không đúng thì bị công an cũng như là cảnh sát mời lên làm việc khi mà đưa những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn. Cho nên khi chúng ta đăng những cái thông tin mà lên trên mạng xã hội thì chúng ta cũng phải có kiểm chứng ha. Vì đợt vừa rồi thì có tới 5 người đăng những cái thông tin về đoàn mô tô của công an lạng lách đánh võng tại thành phố Đà Lạt và được bị mời lên. Đa số là những cái bạn trẻ khi mà đăng những cái thông tin, ví dụ như là đi xe mô tô lạng lách thả hai tay rồi so sánh với Ngọc Trinh vân vân, những cái điều đó thì không có tốt. Cho nên là khi mà chúng ta đăng tin thì chúng ta phải có kiểm chứng, vì những cái này là những cái hoạt động mà đã được xin phép, rồi những cái hoạt động mà thi vân vân, cho nên là chúng ta không có nói lung tung. Đặc biệt là các bạn trẻ. Cho nên khi mà đưa những cái thông tin sai thì thật thì tới công chuyện luôn. Chúng ta sẽ bị mời uống nước, bị phạt vân vân. Xe máy tìm chỗ đậu yên một chỗ đi. Rồi bây giờ thì người ta sẽ đi vào phía quảng trường để xem biểu diễn. Sẽ rất là đông ở trong đó. Còn bây giờ thì Nhân sẽ hướng ra phía chợ Đà Lạt nha. Ở đây thì có một đoàn kỵ binh. Đó, tối nay thì sẽ là cái tối cuối tuần, cho nên là chúng ta sẽ thấy người ta biểu diễn rất là khí thế. Cũng vui với quý vị ha.
khi mà người dân Đà Lạt người ta chứng kiến lần đầu tiên chứng kiến một cái hội thi của lực lượng cảnh sát tất cả các cái khu vực ở trên địa bàn, nên thấy một cái cảm giác nó là lạ khó tả. Và cũng chính vì điều đó đã tạo cho thành phố Đà Lạt một cái không khí vô cùng sôi động vào dịp cuối tuần, đặc biệt là tối thứ Bảy ngày hôm nay. Khi mà ngày hôm nay đi vào các cái khu du lịch thì nhân thấy là cũng khá đông du khách. Một cái không khí sôi động, sôi nổi. Đó, tối hôm nay chúng ta thấy đường phố rất là đông ha. Chúng ta thấy khí thế không? Lâu rồi mới thấy lại cảnh đường phố đông đúc nhộn nhịp. Đường xá nhộn nhịp, mọi người tới Đà Lạt. Cho nên là một cái cảm giác cũng nhân cũng rất là vui. Khi mà đông như thế này thì chúc mừng du lịch Đà Lạt, bà con tiểu thương kinh doanh buôn bán khắp phố phường sẽ có một những cái ngày cuối tuần kinh doanh buôn bán thật là phát tài. Đó, bây giờ là mọi người đang đổ ra phía quảng trường Lâm Viên, cho nên tối nay quảng trường Lâm Viên sẽ đông nghẹt du khách, người dân. Quá trời là đông vui. Ở đây là phía đập cầu Ông Đạo nha quý vị. Phía đập cầu Ông Đạo, Hồ Xuân Hương, Cà Phê Nhật Nguyên. Vô cùng khí thế. Một lát nữa thì có lẽ là Nhân sẽ đi dạo vào khu vực chợ đêm, vì tối nay là thứ Bảy sẽ có chợ đêm mới và chợ đêm cũ đó quý vị. Và có những cái khu chợ đêm thì người ta sẽ rào lại để cho các cái đội cảnh sát người ta thi, người ta đi qua đi lại những cái khu vực như thế này. Cho nên là chúng ta đứng ở vị trí nào chúng ta cũng xem được người ta đi qua đi lại các cái khu vực trung tâm để chúng ta chiêm ngưỡng. Bây giờ Nhân sẽ vòng lại phía cơ quan để xe, sau đó sẽ đi bộ một vòng. Lâu rồi một cái ngày thứ Bảy mà Nhân thấy là ngoài đường phố đông vui nhộn nhịp như thế này quý vị, xe cộ nườm nượp, người thì đông quá trời quá đất luôn. Đó, đi qua phía đập cầu Ông Đạo chúng ta thấy quá trời xe không? Thì này là xe điện ở Đà Lạt cũng rất là nhiều, người ta phục vụ cho du khách đi những cái chuyến city tour vòng quanh khu vực Hồ Xuân Hương rồi các cái tuyến phố ở Đà Lạt. Bây giờ thì Nhân sẽ đi bộ ra đường để xem một số thông tin ở đây nha. Nhân sẽ cập nhật đường phố, cảm thấy rất là vui luôn quý vị.
Trước mặt của chúng ta khung cảnh nhìn thấy rất là vui. Cái không khí vô cùng vui nhộn vào tối ngày hôm nay, thì rất là nhiều du khách, người dân tập hợp ở các cái con đường để chờ những cái đội thi đi ngang qua. Lâu rồi mới thấy một cái cảnh đông đúc xe cộ như thế này ha. Ở ngoài quảng trường Lâm Viên thì tối nay rất là đông, chen chúc ở ngoài đó, vì ngoài đó là cái nơi mà thi chính. Hồi nãy Nhân có đi ngang qua đó, nơi mà thi chính. Còn ở ngay khu vực các cái phố đi bộ cũng như là dọc các tuyến phố ở đây thì là người ta diễu hành đi ngang qua thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực chợ đêm nha. Vui như hội. Người ta cũng cố tình tổ chức vào thứ bảy, nào là khai mạc cũng như là những cái đêm diễn. Vì thứ bảy là thứ nhất là mọi người nghỉ ngơi đi chơi, thứ hai nữa là du khách cũng đông ha, là tạo điều kiện cho chúng ta đi chơi, đi du lịch cũng như là xem luôn. Bây giờ Nhân sẽ đi vào phía trong bùng binh nước, bùng binh bồ câu. Một không khí vô cùng sôi động. Chào. Đi tóc cơ hả? Đi với ai? Dạ, em đây đã. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chứng kiến một đoàn kỵ binh, một đoàn ngựa sẽ đi qua nơi đây. Quay lại nữa.
đi theo mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nó quá. Wow, phố đi bộ hôm nay cũng đông quá trời quý vị. Chúng ta đang thấy một phố đi bộ tràn ngập người luôn. Quá xá là vui. Đêm nay thì Đà Lạt cũng lạnh, nhiệt độ đang xuống khoảng 18 độ C. Tuy nhiên thì với cái khung cảnh như thế này làm cho cái không khí trở nên tăng nhiệt. Và chúng ta sẽ cảm giác là nó sẽ bớt lạnh. Lâu rồi mới gặp anh chàng người Nga. My love for you. Hiện nay thì Đà Lạt sẽ có hai cái khu phố đi bộ. Thứ nhất là khu phố đi bộ mà nhân đang đi đây là con dốc Lê Đại Hành, và phía dưới bên kia là con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và cái phố đi bộ mới là phố Trần Quốc Toản, vòng quanh Hồ Xuân Hương, vòng quanh Hồ Xuân Hương để đi qua khu vực chợ đêm mới. Ở đây cũng có một anh chàng thổi saxophone. Chúng ta sẽ vòng lên phía trên này rồi chúng ta sẽ đi xuống phía dưới phía cầu thang mộng đẹp nha. Bên này là những cái quán lưng chừng dốc. Hiện nay thì quán hàng ăn hàng uống cũng khá là nhiều, như là quán thịt nướng Hàn Quốc, Gogi, và bên này là Cloud Bot, là lẩu hấp thủy nhiệt. Cái hội thi công an nhân dân về các cái chương trình sẽ diễn ra từ cách đây 2-3 hôm, và hôm nay là cái hôm chính thức, và tiếp theo đó là ngày mai, ngày mốt nữa, ngày 13 và ngày 14 nữa. Cho nên nếu mà có dịp ghé Đà Lạt thì chúng ta cũng được thưởng thức hòa mình chung. Nhưng thì sẽ không có quay cái khu vực thi. Nhân sẽ lướt qua các cái cung đường, khi mà thấy thì quay thôi, chứ không có đi vào ngay khu vực quảng trường Lâm Viên để quay, vì khu vực đó nó cũng khá là đông. Khu Hòa Bình tối cuối tuần cũng khá là đông ha. Ta sẽ tiến lên phía trên khu Hòa Bình một chút nha. Khi mà trở thành cái phố đi bộ vào cuối tuần thì chúng ta đi bộ đi dạo chúng ta cũng yên tâm hơn, không bị xe cộ bấm còi inh ỏi. Chúng ta thoải mái để dạo chơi. Ở đây các bạn trẻ nhảy nhót. Thank you.
Cũng khá bất ngờ quý vị, vì không nghĩ là tối nay sẽ các cái tuyến đường góc phố chỗ nào cũng đông như thế này. Ở đây có những chú ngựa để cho chúng ta, các bé cởi lên chụp ảnh ha. Mấy đứa nhỏ rất là thích cưỡi ngựa nè. Đây là khu vực ngay khu Hòa Bình, trước rạp hát Hòa Bình. Quá đông vui nhộn nhịp vào tối hôm nay luôn quý vị ha. Bây giờ nha sẽ ghé xuống khu vực chợ đêm Đà Lạt nha. Đà Lạt ngày càng có rất là nhiều các dịch vụ để coi như là kích thích du lịch ha. Đây cũng là một cái hội thi nhưng mà cũng là một cái chương trình trước kỳ festival hoa, sẽ tăng thêm cái sự kích thích và cũng như là cái du lịch cho thành phố. Phía dưới này là cái cầu thang mộng đẹp, bên này là có quán cà phê Starbucks ha. Một lát nữa thôi thì ngoài khu vực quảng trường Lâm Viên mà kết thúc chương trình và giải tán thì mọi người sẽ đổ xô vào trong khu vực chợ đêm, sẽ còn đông hơn rất nhiều so với lúc này đây. Và đó cũng chính là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối ngày hôm nay, tối thứ bảy cuối tuần. Một lần nữa nhân xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình cũng như người thân quý vị nhé. Còn bây giờ thì nhân xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.
À, hôm nay gặp lão Trư cái mặt ở đây cũng hơi lạ ha. Lão Trư và Tôn Ngộ Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.